Chào tất cả các bạn, trong bài học hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn cách để các bạn có thể tạo được một mẫu lower third, tức là ba tên hiển thị như ở trên hình đây. Bây giờ tôi sẽ play cho các bạn. Đấy, các bạn thấy đây là một mẫu lower third tương đối đẹp và được sử dụng khá là phổ biến ở trong nhiều các video clip ca nhạc hay là các thứ mà các bạn vẫn thấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài học để có thể làm ra một cái lower third như thế này. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn tạo một cái new composition. Các bạn chuột phải, chọn new comp. Ở đây thông số chúng ta để mặc định như các bài học trước, các bạn có thể giữ nguyên cái thông số này. Đấy, như đây, ở đây tôi sẽ để là lower third 4. Sau khi bạn đã tạo xong cái đấy thì bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo hai cái layer text, các bạn chuột phải new text, chúng ta sẽ gõ. Chúng ta sẽ đổi phông cho nó. Rồi, chúng ta sẽ tạo tiếp cái title 2, chuột phải, new text. Rồi, thì các bạn kéo cái title 2 xuống. Rồi, đấy, đây tôi gọi sai chính tả. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với việc là chúng ta sẽ tạo những cái precom cho hai cái title này. Thì đầu tiên bạn chuột phải ở đây, precom tag 1. Sau đấy các bạn sẽ crop nó, như ở đây là tôi đã tạo nhầm com rồi, tạo lên tag 2 rồi, tôi phải đổi tên nó đã. Thì ở đây chúng ta sẽ đổi tên lại com này và com setting. Đây chúng ta vào đây, com position, com setting, đổi tên lên tag 2, rồi. Thì chúng ta cứ làm việc với tag 2 trước vậy. Rồi chúng ta crop nó đã. Crop cái tag 2 lại. Rồi, các bạn crop. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tạo một cái precom tag 1, chuột phải, precom tag 1. Đấy, các bạn crop nó. Com. Rồi, new first title. Rồi, như vậy là các bạn đã làm xong bước đầu tiên, đó là các bạn tạo xong hai cái precom tag. Thì bước tiếp theo chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh vị trí cho nó. Chúng ta sẽ xem lại cái mẫu. Đây, như các bạn thấy mẫu thì là hai cái dòng tag này của chúng ta nó đi một cái từ dưới lên, một cái từ trên xuống. Bây giờ chúng ta sẽ làm với cái tag 1 trước. Các bạn vào đây. Các bạn điều chỉnh đến mốc 1 giây, chúng ta ấn position, ấn phím P. Bạn click. Cái này là từ dưới lên. Chúng ta sẽ kéo nó xuống. Đấy. Sau các bạn sẽ tùy chỉnh lại anchor point của nó. Đâu, anchor point, chúng ta để nó vào giữa. Rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta đến giây thứ 3. Các bạn copy hai cái keyframe này. Sau các bạn paste, để paste được các bạn phải click chuột position, chúng ta paste. Sau chuột phải, keyframe assistant, chúng ta đổi thành time receiver. Sau các bạn bôi tất cả các điểm keyframe, các bạn chuột phải, cái assistant easy. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm việc với Graph Editor. Các bạn sẽ tùy chỉnh nó. Đây tôi sẽ tùy chỉnh nó một tí, kéo nó sát vào. Rồi, chúng ta kéo nó sát vào một tí. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp với cái com 2. Đây, tag 2, chúng ta sẽ làm tiếp. Tương tự chúng ta sẽ đẩy từ trên xuống. Các bạn bấm phím P để vào position. Chúng ta click tạo keyframe. Ta sẽ đẩy nó lên trên. Rồi. Rồi, xem chúng ta đến giây thứ 3. Chúng ta copy paste cái keyframe này. Chúng ta sẽ đảo nghịch cho nó. Keyframe assistant này, time receiver. Đấy. Rồi, tất cả chúng ta sẽ biến keyframe này thành easy, F9 nó. Sau đấy chúng ta sẽ vào Graph Editor. Chúng ta tùy chỉnh. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài com tổng. Chúng ta quan sát. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải tùy chỉnh lại cái vị trí của hai cái com này.
Thì bây giờ chúng ta đẩy cái tag 2 xuống đã, đẩy xuống. Các bạn nên để cái first này nó vào giữa này để chúng ta căn lề cho dễ, vào cái giữa tâm này. Đấy, thì các bạn căn cái này, cái second này nó vào giữa cho nó chuẩn, vào giữa luôn. Đấy, bây giờ bước tiếp theo chúng ta là chúng ta sẽ tạo một cái shape như vừa rồi các bạn thấy. Thì để tạo cái shape đấy, thì bây giờ các bạn làm như nào? Chúng ta sẽ dùng pen tool. Đây, các bạn click chuột vào pen tool. Rồi các bạn tắt fill đi, đừng để fill, tắt fill đi. Các bạn hãy sử dụng stroke. Đây, chúng ta sẽ dùng stroke. Ở đây tôi để màu da cam là hạn. Đây, rồi. Giờ chúng ta dùng stroke, các bạn sẽ bắt đầu vẽ. Bắt đầu từ trái phải sang trái. Đây, chúng ta bắt đầu từ đây. Bạn nhớ giữ phím shift khi các bạn vẽ cái này để cho nó giữ được thẳng hàng. Bạn nhớ căn cho nó đều. Đấy, sau đó các bạn sẽ căn đều hai bên để sao cho hai cái này nó đều nhau. Đấy, như thế này là nó chưa được chính giữa đây. Hoặc các bạn có thể kẻ lưới cũng được để cho nó đều nhau. Như ở đây vì tôi không kẻ lưới. Hoặc chúng ta có thể kẻ lưới như sau. Các bạn vào đây, các bạn bật ruler lên. Đấy, các bạn có thể kéo lưới để căn cho nó thẳng. Đấy, ở đây chẳng hạn tôi kéo một cái lưới đây. Đấy, để căn cho nó thẳng. Các bạn để kéo lưới. Đấy. Rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp để cho nó thẳng. Nếu các bạn dùng lưới thì cái việc này nó sẽ trở nên thẳng hơn. Đấy, các bạn thấy thì tôi đã vẽ xong rồi. Đấy, chúng ta đã vẽ xong cái đấy thì các bạn có thể tắt cái ruler đi, có thể tắt cả lưới cũng được. Đấy, thì như vậy chúng ta đã vừa vẽ xong cái này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét hiệu ứng cho nó. Giờ chúng ta sẽ xét hiệu ứng cho cái này. Thì đầu tiên thì các bạn để dây đến dây thứ nhất ạ. Cái này chúng ta sẽ vào menu của shape layer này, content shape. Đây các bạn sẽ tìm xem nào, stroke này, xem chúng ta có cái gì chưa. Đây nó đang vuông vuông như này đúng không? Như các bạn thấy cái đầu này nó vuông. Đây tôi sẽ đổi nó thành tròn trông cho đẹp. Đấy, các bạn thấy nó sẽ chuyển thành tròn đây. Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ phải thêm một thứ. Các bạn vào add này, trim path. Tại sao chúng ta cần thêm cái này? Chúng ta thêm cái này vào để chúng ta có cái điểm end và start này. Chúng ta điều khiển cái stroke đấy. Đây mặc định chẳng hạn là đây là đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho hiển thị. Đấy, các bạn thấy đây chẳng hạn như các bạn thấy này, stroke này của các bạn đấy nó sẽ đi như này đấy, như các bạn đang thấy đây. Chẳng hạn nếu đây nó là 100% chẳng hạn thì nó chạy về không đây, nó sẽ chạy theo đường từ trái sang phải các thứ, thì tùy vào các bạn thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với nó. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấy, tôi click nó bắt đầu từ đây chẳng hạn. Chúng ta sẽ bắt đầu thì chọn cho cái điểm này rồi. Đấy, các bạn thấy chẳng hạn nếu các bạn set như thế nó sẽ đi theo chiều từ bên này sang bên này. Đấy, nó tùy như theo các bạn setup thôi, cái này nó tùy vào việc các bạn setup như thế nào. Đấy. Thì chẳng hạn đây tôi sẽ đổi lại nó một tí. Đấy, như các bạn thấy tôi sẽ đổi lại nó. Chẳng hạn các bạn có thể dùng end này chẳng hạn, được các bạn đều end về không chẳng hạn. Đấy. Như các bạn đang thấy trên hình chúng ta có khá là nhiều cách để chúng ta tùy chọn nó theo chiều nào. Đấy, các bạn để end về không thì sau đấy các bạn chạy theo chiều này. Chẳng hạn bây giờ tôi kick start này, tôi để nó là 100%. Rồi ở đây tôi để nó là 0%. Đấy. Như các bạn thấy, đấy, nếu các bạn không để end là không thì các bạn sẽ luôn bị chạy từ chiều bên này sang nên chúng ta bị đảo trục. Đấy, như các bạn thấy. Đấy, rồi chúng ta copy đến dây thứ ba, các bạn paste xong các bạn chuột phải keyframe assistant, bạn được time resolver, xong rồi các bạn bôi tất, các bạn chuột phải easy. Rồi chúng ta sẽ bật graph editor lên. Đây là cái graph editor của cái offset này, thì các bạn có thể kéo thôi, tôi vẫn kéo nó lên bình thường thôi, như là tôi vẫn làm, không có gì cả, để tăng tốc độ nó lên. Đấy, rồi. Đấy. Các bạn thấy, đây nó sẽ có khoảng tốc độ, và các bạn có thể bật cái hiệu motion blur lên, để cho nó mờ dần, đấy, cho nó dễ, trông cho đẹp hơn. Đấy, các bạn kéo shape layer xuống. Đấy. Nước tiếp theo ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta add cái color control cho cái line này. Thì đầu tiên các bạn chuột phải ở đây, các bạn có hai cách. Thì bài học trước tôi đã dạy các bạn thì ở đây chúng ta có một cái color control đây rồi, thì ở đây tôi sẽ áp dụng cái cách đấy luôn. Chẳng hạn đây các bạn sẽ có một cái đây, và stroke đây đấy, các bạn giữ on click chuột vào đây, chúng ta sẽ sổ ra một cái mục như này. Đấy, thì các bạn sẽ làm gì? Bước tiếp theo của chúng ta kéo cái color control này. Đấy,
Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với chấm layer mở ngoặc color control chấm. Đây chúng ta sẽ xem cái bên này cái color control này nó tên là gì. Rồi color control và cái hiệu ứng nữa, effect color control chẳng hạn. Đây tôi sẽ đổi cái này thành màu da cam sẵn đi, để chúng ta để nguyên nó là màu xanh để cho các bạn dễ hình dung. Đây chấm effect hoặc xem nào, đây chẳng hạn, đây tôi sẽ lấy cái này line control cho các bạn dễ hình dung luôn. Gõ vào đây, chúng ta sẽ gõ vào đây line control, rồi đóng ngoặc color đóng ngoặc. Rồi đấy, như các bạn thấy thì toàn bộ cái điều khiển này của chương trình điều khiển này của chúng ta nó đã ra thành cái màu xanh đấy, như các bạn thấy. Đấy, các bạn thấy thì chúng ta thể tùy chỉnh màu của nó bên cái color control này. Chúng ta có một cái effect ở đây. Đấy, chẳng hạn đây tôi đổi nó thành màu xanh nước biển chẳng hạn. Đấy, như các bạn thấy. Đây, chúng ta có một cái control màu xanh nước biển đây. Đấy, như các bạn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ để nó vào cái mẫu xem nào. Chúng ta sẽ thử để nó vào mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái thợ 4 này xuống đây. Đấy, các bạn thấy. Bây giờ chúng ta scale nó xuống khoảng 60% rồi. Đấy, chúng ta để nó xuống đây. Bật hạ tần số lên cho chuẩn. Đấy, như các bạn thấy. Như ở đây này, tại sao chúng ta không crop này? Khi chúng ta crop nó sẽ to như này. Vì vậy chúng ta phải crop nó lại. Đã, đấy, các bạn vào đây. Chúng ta sẽ crop nó. Crop cái này. Rồi, đấy, chúng ta crop lại. Đấy, xong bạn thấy nó sẽ trở nên gọn nhẹ như này. Đấy, chúng ta để nó vào đây chẳng hạn. Rồi, tắt cái option save này đi. Ta cùng nhau xem thành quả. Đấy, thành quả chúng ta, như các bạn thấy ở đây. Đấy. Rồi, như vậy là tôi đã vừa dẫn các bạn một cách nữa để các bạn có thể tạo ra một cái method hay gọi là ba tên trong phần mềm After Effects, áp dụng các cái hiệu ứng motion và script ở trong After Effects. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.